Em Sister xin chào các bạn. Hôm nay chị em nhà Em Sister sẽ đi ăn Haidilao cùng với mẹ và mấy cô chú bạn của mẹ nè các bạn ơi. Mặc dù là mình đã đặt bàn trước một tuần rồi nhưng mà Haidilao thì lúc nào cũng trong tình trạng full màn nên tới sớm có mà chưa phải ngồi đợi. Ngồi đợi. Lúc ngồi đợi thì ngoài trước này người ta có chuẩn bị cho mình là kẹo nè, giấy xếp sao nè và kem, hoặc là mình có thể làm nail, nhưng mà làm nail thì hình như là phải đặt trước á. Đừng, cái này là giấy đi xếp ngôi sao á con, gấp ngôi sao á. Đi theo cô đi con, đi theo cô. Đi theo cô. Sau khi đợi 10 phút thì bây giờ chúng mình cũng được vô nhận bàn rồi nè. Vô đi con. Vô cầm đi. Đây, trà sữa, cho mình uống ké nha. Trà sữa chỉ có 10.000 thôi mà mình được uống thoải mái luôn. Mà trà sữa bên này thơm lắm nha. Mày uống ké trà sữa không? Em không luôn. Ok. A few moments later. Sò điệp, cái đó là con sò điệp đừng con đá nó vô. Đây mày gấp cho, đây mày gấp cho Min, đây mày gấp cho, cái đũa này nó hơi dài. Để đây nha, để nguội ăn nha. Mi để nguội ăn nha. Nha. Nóng không Min, con hỏi không mày nguội con. Chấm sổ không Min, chấm sổ không? Bỏ sợi điệp đi. Nó dễ thương mà. Đây. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Cái khúc này là em My theo trend của mấy chị trên TikTok này là nói một cái câu tiếng Hoa để mà nhận được quà của Haidilao. Mẹ tập cho My nhưng mẹ không biết mẹ nói có đúng không nữa. Kem này của My, kem này của My, kem này. Lớn lớn lên cho con nghe, con có tặng quà. Nói đi. Nói lớn lên. Rồi, con nghe rồi, con nghe rồi.
có một mình em My nói thôi, nhưng mà cô đã tặng cho ba chị em ba món quà luôn. Rồi, cảm ơn cô. Ra về cùng các cô chú tặng quà đến các bạn. Thật là thích quá đi. Và bây giờ là chúng mình về nhà ngủ trưa đây. Tạm biệt các bạn nha.